đâu có bọt. Nếu có bọt mình đâu có đau nha. Mình đang ở trong một khu vườn của ông ngoại mình đấy. Khu vườn của ông ngoại mình rất là nhiều cây. Đây, trên tay mình đang cầm là một bộ đồ chơi. Bộ đồ chơi này toàn là thú dữ trong rừng không. Có loại robot cáo nè, mình đã trúng được cái con đầu tiên luôn, thật là may mắn. Không biết nếu có bạn bấm like thật là nhiệt tình, mình sẽ làm tiếp tục các video của mấy con robot này nhé. Các bạn hãy bấm like nhiều vô. Được rồi, mình sẽ thoát ra rồi nhé. Xong. Wow, đẹp chưa? Nè các bạn, con họ có gờ cái con robot này vô bằng một cái kẽm đi. Mình sẽ thoát ra rồi. Đây, robot của mình đây. Ôi, đây. Đây các bạn, hai cái kim nào đỉnh ghê, kim số nè. Đây là kim chính của nó. Em để này xuống nhé. Ngò của con voi nè mà bỏ vô cho là cái đào của con robot cũng ngạo quá chứ. Đẹp, tuyệt vời. Đây này có bỏ thân hình của con robot này là một cái con hổ nha các bạn. Còn đây là cái chân. Đây là con bố nha các bạn. Đây là con số. Còn đây hơi cái tay đây là các bạn cũng đã biết rồi. Chứ nhìn thơ là đã biết là con voi. Các bạn ơi, con này quá là buồn. Bởi vì nó là vũ khí chứ không phải là bộ phận cơ thể nào của con robot. Đây là cây súng. Gỡ này. Đây các bạn. Còn đây là những cái bộ phận riêng này các bạn. Robot này gồm có khoảng là 4 con đó các bạn. Để gỡ hơi cái chân của con này ra xí nha. Đây, đây, con số ấy. Chân, cái đuôi nó đây. À, các bạn nào đã từng chơi bộ đồ chơi này rồi thì các bạn hãy bình luận ở phần bên dưới để nói cho mình biết đây là bộ đồ chơi robot gì nhé. Chứ mình cũng không biết nữa. Một con, mồm của nó có thể hóa ra đáng lợi nè. Một con. Đây là con bố. Một con nó tương tự như con số nha. Hóa vô đáng lợi. Rồi giờ là cái đuôi nào để gán đây. Nếu bọn biết thì có bọn ấy bình luận nha. Mình nghĩ là đuôi đây đó. Chứ mình thấy nó cũng có đốm đốm nè. Sao bố đuôi cũng được. Tiếp tục. Con voi. Wow, ngoài nữa chứ, gỡ được cái đạo nó ra. Các bạn ơi, cái hồn của mình đã phát hiện ra một cái nè. Cái hồn của con hổ này có một cái đào riêng. Vậy là con voi này có thể không cần gán cũng được nha các bạn. Chỉ con voi này gán vô là chỉ thêm vũ khí mạnh cho nó thôi. Rất là ghê. Giờ mình chưa có thấy. Đây, con voi. Rồi giờ là tới con hổ. Mình nghĩ đây là cái đuôi của con voi đó. Để đây. Đây là cái đuôi con hổ nè. Mình đã lồm tổ nó ra thành 4 con rồi. Đây là con thứ 5 nữa. Hóa ra con voi này cái đuôi của nó là cái đai nha. Vậy là cái đai là đuôi dư á. Mình vẫn để đây. Không có vứt nè. Đây. Đây là con số. Số này là mát đỏ. Đuôi y như thiệt mà sao nó xịt lép như cái bánh tét vậy tư. Đuôi nó kỳ vậy. Đây. Rất là ngào nha các bạn. Số gì đâu ngào dữ không biết. Động vật mà cũng ngào nó ghê cái chứ. Đây là con bố. Bố này cái chấm đen của nó quá ít. Đây này các bạn. Có bao nhiêu à. Còn trên cái gì đây. Bị con nổ cán ra đi chợ. Cái đuôi nó này các bạn cũng cho thêm cái này vô không biết. Con voi là cũng màu đỏ. Ủa, động vật gì mà đòn là mát đỏ vậy. Nó đang sùng máu rồi trời. Đây, người của con voi này là màu xanh nha các bạn. Ngồi nó đây. Mình thái lộ ra cái đạo nó nè.
Đây, còn đây là cái cục banh của nó nha. Không phải là cục banh mà là cục tổng đó. Tự nhiên động vật mà cầm theo tổng đó chi. Không biết đặt đào vô con kia không. Đây, nhân vật chính đây của bộ điều tra đây. Nếu không có con này thì mấy con này bó tay không biết làm sao đấy. Nhờ người trợ giúp để biến thành một con robot nha. Đây, thật ra con này cũng có một cái đào riêng. Đây này có bọn, mình chỉ cần ấn cái này xuống là hóa miệng con này rồi. Lửa lên cái đào rồi đi. Vậy sao con này giống hóa miệng? Nó hóa miệng có là thái đào. Ủa ghê cho con ngủ. Đây cái tay của nó đây. Tay của nó là cái tay nha có bọn. Nó quay lại là thành cái tay luôn. Mình cho thử con này nó đứng riêng thử. Yeah. Rồi, đây là con tắc kè. Mình không biết nó là tên gì nữa. Con này mình chưa bao giờ gặp nha. Đây là bộ phận súng á. Có cái cây cầm này. Bùm chiu, bùm chiu. Được rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Đây là con số bộ phận chân của con robot nha các bạn. Còn đây là con bó, cũng là bộ phận chân của con robot. Đây là con voi, vũ khí của con robot. Cũng là các bọn sắp chúng đã cứ khiêng hơi cái vơ này nè. Còn đây, nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay là hổ, là bộ phận thân người của con robot. Còn con này, con chơi chương chơi gì nữa. Cái súng nhỏ có vỏ ghê luôn á. Nhỏ mày đi bắn súng. Trời ơi, hát vô tù bây giờ. Bốn con nam con này nó tập hợp sẽ thành được con robot nó nào cả nào nhá các bọn. Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu khám phá. Mà trước coi đã, chân này rất là dễ ghép nha các bọn. Đây, xem đây, người của nó cao cục khủ lệ. Ngước xuống, ngồi qua chân đầu mình cũng đâu có biết đâu trời. Các bạn thấy nó ngầu không các bạn? Đẹp quá đúng không? Các bạn, để mình dán cái con tắc lại vô lòng súng. Nét ký một. Cũng đẹp cái chứ đó các bạn. Cũng đâu có sáo gì đâu. Tắt rồi con vô này ra cũng được. Rất tốt. Mẹ của con này là mát mỡ nè. Còn trang khi con hổ là mát xanh mà lại là mẹ. Rồi mẹ robot mát là đấu sùng máu, đang sùng máu. Tôi cho các bạn xem về tất cả của con này khi không có con voi. Rất được á. Được rồi, giờ mình sẽ gán con voi vô cái vũ khí của nó rồi mình mới có thể gán. Sang rồi các bạn. Đây, mình sẽ gán con tắc kè vô. Mọi người, thôi mình sẽ tạm dừng video của mình tại đây nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Các bạn nhớ bấm subscribe và ấn cái chuông để có một thành viên mới trong gia đình Quinting đồ cha nhé. Bye bye.